Dạ. Dạ, con xin kính chào bác Nguyễn Nhân. Con tên là Đỗ Thị Quỳ, cư ngụ phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây nhờ bác giải đáp một số câu hỏi của Phật tử Hoàng Thị Huệ. Không đến được nhờ con hỏi dùm, mong bác giải đáp cho con và Phật tử hiểu ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ, con xin hỏi câu 1 ạ. Thưa bác, người tu theo thiền tông mà chết thì nghi lễ như thế nào, thưa bác ạ? Giờ tu theo thiền tông mà chết nghi lễ thì chùa thiền tông Tân Diệu nó có tổ chức một buổi nghi lễ về tiễn đưa Phật gia về Phật giới rồi đó. Nhưng mà cái này thì nó áp dụng cho người có công đức, nghe không? Là người tu thiền tông thật sự, còn người mà không có công đức thì cũng tiễn bằng cái này, nhưng mà những câu văn phải đổi lại thôi. Nhưng mà tuyệt đối là không cúng à, thiền tông không cúng, không cầu, không lại bất cứ ai, mà là cái nghi lễ thôi. Ví dụ trên bàn thờ thì cũng phải để có nhang đèn, cây trái thôi, chứ hoàn toàn không cúng, không có đưa thức cúng vô. Nên nhớ đó. Bởi vì trên mạng đã phát cái buổi nghi lễ này rồi, thì căn cứ vào cái nghi lễ này mà thực hiện. Tuyệt đối đừng cầu cúng lại lục giai hết. Bàn thờ thì trưng bày là theo phong cách thiền tông thì mới đúng được. Thì con về nói người đó về nghiên cứu lại trên mạng nó vẫn còn ạ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con hỏi câu thứ hai ạ. Thưa bác, những ngày lễ giỗ phải làm sao thưa bác ạ? Lễ giỗ mình tổ chức gọi là ngày kỷ niệm, thay vì bình thường ta nói cúng giỗ, còn mình là kỷ niệm, ngày giỗ kỷ niệm của người mất thôi, chứ không có làm theo cái bình thường của cái người tu vật lý được, thấy không? Đó, phải để ý tới cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ ba. Thưa bác, Phật tử thiền tông có tập yoga, vật lý trị liệu thể dục có được không thưa bác ạ? Sinh hoạt bình thường, nhưng mà sinh hoạt cái nào có tính cách tâm linh không nên, vì nó bị nhiễm tâm linh liền. Bất cứ cái gì cũng được, mà gì có về tâm linh đừng cử cái này thôi. Làm bất cứ gì cũng được, nhưng mà về tâm linh cử đừng có nên xem, vì nó vô tâm linh nó dẫn mình đi mình không hay thôi, chứ không gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ tư. Thưa bác, trong kinh có câu Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là sao thưa bác ạ? 32 là chữ 32 nè, nên lấy số 8 lần 4 32. 8 phương 4 hướng nhân thành 32 tướng của một vị Phật. 80 vẻ đẹp là gì? Trong 80 vẻ đẹp là 8 phương thêm con số 0 nữa thành 80 vẻ đẹp. Có nghĩa là nói một vị Phật là toàn diện, toàn diện hết. Từ kêu bằng tánh Phật cho đến thân Phật toàn diện. Thì nó lấy con số 8 và con số 4. Nó nhân qua nhân lợi nó thành 1, 8, 4, 12. Còn 8, 10, 8 phương 4 hướng nó đưa xuống 0 là 8, 80. Có vậy thôi, 80 vậy đẹp. Nghĩa là nhìn hình thức nào, nhìn là từ cái cọng tóc này, con mắt, con mũi, từ cái tế bào của mình đều là đẹp hết. Một vị Phật toàn, một vị Phật nó là vậy đó, cái gì cũng đẹp hết, gọi là 80 vẻ đẹp trùm khắp mà. Rồi câu hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ năm ạ. Thưa bác, thiền tông thanh tịnh mở đàng huyền môn là sao thưa bác ạ? Thiền tông thanh tịnh mở đàng huyền môn. Con thanh tịnh thì cái con đường mà nó di diệu nó sẽ mở ra, thì con thấy được tánh Phật, thấy bằng tánh Phật đó. Thấy không? Mở đàn huyền môn, cái huyền là huyền diệu, cái môn cái cửa huyền diệu, đặc biệt là chỉ cho cái gì, là để cho cái đường tánh Phật thấy, tánh Phật thấy, còn chỉ cái tánh Phật thấy cái này mới là đường đàn huyền môn được. Còn nếu mà tánh khác không gọi là đàn huyền môn được, mà chỉ có tánh Phật thấy thì mới được quyền sử dụng câu này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ sáu. Thưa bác, trong kinh Nhớ Ơn Phật có câu lập thành giáo hội đạo tràng, ý nghĩa như thế nào thưa bác ạ?
Vì thế mà Đức Phật mà muốn dạy cái đạo thì ông phải lập cái đạo tràng để ông dạy đạo. Chứ nếu mà không có đạo tràng là tập hợp người làm sao? Thì người trong cái đạo tràng có nhiệm vụ là thông báo bữa nay ông Phật ông nói cái gì, ông dạy gì đó. À, thì người trong đạo tràng chịu trách nhiệm cái này. Chứ ông Phật cũng đâu có đứng ra ông lập được. Mà trong cái ban bệ ông đó, thì trong đó có 10 người đó, 10 đệ tử lớn, ông chịu trách nhiệm về cái này. Bữa nay ông Phật muốn giảng cái gì, ở đâu thì thông báo, mấy người này thông báo chứ ông Phật đâu có thông báo. Rồi tới ngày giờ đó là mời ông Phật ra để nói cái kinh gì đó, hoặc là nói đề tài gì đó, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Câu hỏi thứ 7 ạ. Thưa bác, ngày sanh của Đức Phật là ngày nào? Nghe bác giảng năm 2563 đối với năm 2021, thưa bác ạ. Cái ngày sanh của Đức Phật là ngày mùng 8 tháng 4. Nhưng mà về sau này là cái chuyện này là thì nó hơi rắc rối cho này. Một năm 1961, cái hội và hội nghị thế giới quốc tế ở tại Long Bên, Campuchia, bây giờ hồi xưa nó gọi là Cambodia rồi. Nghe không? Thì tất cả người thế giới gọi là lấy ngày sanh của Đức Phật là ngày rằm tháng 4. Là vì khi đó là mẹ Maya đó đi về nhà, khi trở lại hoàng cung mới đến nửa đường thì đảng sanh Đức Phật ra, sanh ở dưới cái cây. Mà cái bữa đi thường thường người xưa họ đi bằng gì? Họ đi ngày rằm, căn cứ vào cái ngày rằm này mới nói ông Phật sanh ngày rằm. Nhưng mà cái gốc tích đầu tiên là nói là ngày 8 tháng 4, nhưng mà Phật giáo chỉnh lại ngày rằm chứ không phải ngày ấy. Vì thế mà bây giờ ngày đản sanh Đức Phật họ lấy từ ngày mùng 8 đến ngày rằm, tức là đúng cái lễ này được kéo dài một tuần lễ. Nghe không? Thì bây giờ mình cũng không biết là sanh ngày nào, nhưng mà cái lịch sử cũ thì mùng 8 tháng 4. Còn bởi vì ngày xưa đó có cái bài học thuộc lòng của mấy người học á, mùng 8 tháng 4 ơn trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, là căn cứ vào ngày sanh của Đức Phật. Sau 1961 á, hội nghị thế giới Phật giáo thế giới ở Campuchia á, Campuchia bây giờ nè, là lấy đổi là ngày rằm tháng 4. Cho mình chỉ biết vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ 8 ạ. Thưa bác, tu theo thiền tông tại sao không cúng, không cầu xin ai thưa bác ạ? Con thì nghĩ nè, đã đạo Phật nói là nơi ngũ trú tập cư, thần người ngạo quỷ xuất sanh địa ngục cúng ai? Con suy nghĩ đi. Nếu con đạo Phật không cúng, nếu đạo Phật cúng thì đạo Phật đổi là cái gì? Là cái miễu. Cái biểu tôi cúng của hồn. Đạo Phật đâu có phải là cúng hồn. Đức Phật, một vị Phật toàn năng toàn giác dạy đạo, đổng về Phật giới rồi qua ở đây con, ai cúng ai? Cái tất cả các chùa ở đây để lại là thần Kim Cang quản lý. Nó có hai, một cái là thần Kim Cang và thần hộ pháp. Chùa Vật Lý là thần hộ pháp, còn chùa Thiền Tông là thần Kim Cang quản lý cái này cúng ai? Thần giống như người cán bộ nhà nước đi làm lãnh lương á, có nhiệm vụ làm thôi, còn không ai cúng tôi, không lấy tiền của ai hết. Thì mình cúng làm gì? Mình cúng là mình bịa ra rồi cúng đó. Bởi vì nè, nếu mà tu theo đạo Phật mà không hiểu này thì chắc chắn mình bị nhân quả rất lớn. Đạo Phật đại giải thoát mà tại không hiểu mà tại sao cúng? Cúng là cái gì? Cúng là thuộc về đạo lão. Đạo lão giờ thành ra biến ông Thích Ca thành ông lão tử không được. Vì thế mà đạo Phật không cho cúng là cái chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, con đã hết câu hỏi rồi. Con kính chúc sức khỏe của bác ạ. Rồi, cảm ơn con hỏi.